mến chào quý cô chú anh chị chào mừng quý chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube nhà đất đó anh chị thì hiện tại á em đang chạy trên đường Hoàng Ngọc Phách đó anh chị đó ngay đoạn giao với đường Phú Thọ Hòa này ngay cái chợ này anh chị đó thì cái khu này á là cái khu khu phân lô hồi xưa của người ta anh chị là khu bên đường Nguyễn Sơn nè Lê Thúc Hoạch rồi đó anh chị nguyên một cái cụm khu rất là lớn ở khu vực quận Tân Phú mình luôn anh chị thì đây đây là đường giao đường Hoàng Ngọc Phách với đường Phú Thọ Hòa anh chị anh chị quẹo phải à, theo đường Phú Hòa Hòa à, Anh chị sẽ ra lại à, khu vực mà đường à, Lũy Bắn Bích rồi đó anh chị Thọ Ngọc Hầu rồi đó à, à, Quỹ ban nhân dân quận Tân Phú rồi đó anh chị đó. Thì hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà trên trục đường Phú Thọ Hòa nè anh chị Hẻm à, 238 Phú Thọ Hòa anh chị đó. <laughs> Nhà này còn rất mới, anh chị mua về thì có thể ở được liền nha anh chị Chỉ có giá là 2 tỷ 900 triệu thôi À, sổ hồng riêng công chứng nga nha anh chị đó <laughs> thì từ ngay cái chợ lúc nãy á, anh chị đi lại cái cái, cái nhà mình chắc khoảng tầm 300m uh, 300m 300 là tới nhà anh chị đó, anh chị quẹo phải bên thuốc Phú, Phú Thọ Hòa đó. <laughs> đó. anh chị sẽ tìm hẻm 238 anh chị quẹo vô đó. đường xá này rộng rãi thông thoáng anh chị cứ xem uh, hết video sẽ thấy được cái từ ngay chỗ khu vực này mà anh chị ra lại ngay chỗ quỹ ban nhân dân quận Tân Phú anh chị chỉ có khoảng tầm uh, 300 mét thôi anh chị rất là gần luôn đây đây là hẻm 250 anh chị quẹo vô thì cái hẻm này nó sẽ thông ra lại hai trăm ba mươi tám nha anh chị đó <laughs> đây đây là cái đường trước nhà mình anh chị đó, đường bê tông rộng rãi thoáng mát đường này chắc khoảng tầm uh, 3 mét đó, anh chị đó hai xe máy tránh cho thoải mái nhà mình thì bên tay phải nha anh chị uh, nhà có em, em đi tới tí xíu uh, cho anh chị thấy cái đường này hẻm thông thì hai cái hẻm này thông nhau mà uh, hẻm 238 và là hẻm 250 mươi, yeah, nó thông nhau nha anh chị đây đây là hình ảnh bên trong căn nhà nè uh, nhà này uh, thì có diện tích uh, là ngang 4,2 à, uh, dài cho là 6 mét kết cấu xây dựng á là một trệt một lầu nha anh chị có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh rất rộng rãi thông thoáng luôn thì hiện tại nhà cũng đang cho thuê luôn anh chị nào muốn muốn mua về mà có dòng tiền sẵn á thì là mua căn này cũng rất là tốt luôn anh chị tại vì đang cho thuê sẵn rồi anh chị về xe hợp đồng thôi còn thí dụ mà anh chị nào mà muốn mua về ở cũng được Đó, anh chị ở, mua về thì mình lấy là mình ở thôi anh chị. Đây bây giờ em đi từ cái đầu hẻm chạy ra lại ngay chỗ quỹ ban nhân dân quận Tân Phú anh chị đó. Anh chị nào quan tâm căn này muốn đi xem trực tiếp cũng như gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả thì cứ liên hệ với em Theo số hotline bên dưới 0949 900 589 nha anh chị đó. Hoặc là 0962 400 589 Em hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả luôn nha anh chị đó. Nếu thấy hay nhớ cho tụi em một đăng ký nha anh chị này, đây là cái đường lũy Bóng bích nè anh chị nên anh chị nhìn về bên bên trái anh chị là anh chị sẽ thấy được cái quỹ ban nhân dân quận Tân Phú ngay ngay cái công viên bờ bự á chứ anh chị thấy đó anh chị nó ngay công viên bự là quỹ ban nhân dân quận Tân Phú đó còn anh chị quẹo quẹo phải lấy Bóng bích này thì mình ra lại ngộ thoại ngọc hầu nè hoặc là anh chị đi về quận 6, quận 11 rồi đó anh chị đó. xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau